Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà hai mặt tiền, vị trí chiến lược, kinh doanh buôn bán cà phê rất là tốt ở đây, hoặc mình có thể mở tiệm tạp hóa ngay đây nhé. Nhà hai mặt tiền, căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều sâu 18m và nằm vị trí chiến lược ngay ngã tư này, ngã tư đắc địa nhé, vị trí đẹp nhất ở khu dự án này. Căn nhà này có hướng chính nam, cách ngã tư Bình Chuẩn khoảng 1 km và cách ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn chỉ 1 km thôi, gần nhà thờ bà Trà. Đây là căn nhà mình giới thiệu nhé. Ở đây mình tiện vừa ở mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán rất là tốt. View đây là ngay ngã tư, vị trí chiến lược đẹp nhất. Tất cả trong khu đây đều phải đi qua căn nhà này nhé. Mình có thể vừa ở mở văn phòng công ty. Bên hông lên tầng dưới chủ nhà mở 3 cửa ở dưới nhá, trên mở thêm 2 cửa nữa. Ở đây chủ nhà để chừa một sân rất là rộng để mình chừa cái view để buôn bán cà phê kê bàn ghế đây. Hai mặt tiền. Mặt tiền trên đây được chủ nhà làm dạng máy thái hình chữ A, cột vuông và được chủ nhà sơn giả đá rất là đẹp nha. Bây giờ mình di chuyển vào trong này. Hôm nay thợ đang vào hoàn thiện, mình vào quay trực tiếp cho quý vị mình cùng xem. Hôm sau hoàn thiện xong mình quay một lần nữa nhé. Và căn nhà này sẽ tương lai bán rất là nhanh. Quý vị nào có nhu cầu hãy alo sớm cho Sơn để đi xem. Cửa chính ngoài đây được chủ nhà làm hai lớp cửa này. Ngoài đây có một lớp cửa cuốn và trong là có một lớp cửa sắt được chủ nhà mai mốt sẽ sơn giả gỗ ngay vị trí cửa chính này. Sàn chỗ này được chủ nhà lót gạch bóng kiếng loại 1 khổ 80. Rất đẹp nha. Hai bên này chủ nhà mai mốt sẽ sơn dán tranh. Trên đây thì có thể để quạt trần hoặc là đèn chùm ngay không gian phòng khách này nha. Nhà này công năng sử dụng gần phòng khách, phòng bếp, một lửng, một lầu, view bán cà phê, mở văn phòng, cửa hai bên. Phòng khách rất là rộng nha. Chiều ngang 5m, chiều dài 18m. Trên đây mình có tầng lửng làm phòng khách này, ở dưới bán hàng nha. Trong đây là không gian của căn bếp. Đây có cửa thông sang bên hông nha. Bây giờ mình di chuyển lên trên này. Cầu thang được chủ nhà làm rất là rộng nha, rộng khoảng 1m2. Tay vịn gỗ và kiếng cường lực. Ở đây mình có tầng lửng, ở đây mình làm phòng khách ở trên đây và ở dưới mình có thể để xe hơi và bán hàng ở dưới nha. Hoặc là tầng lửng mình có thể làm phòng karaoke, cũng có thể làm phòng ngủ nha. View hai mặt tiền. Quý hàng đang xem nhớ ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất mình đưa lên để cho khách hàng mình tham khảo. À, quý vị có nhu cầu mua hoặc đang có kế hoạch xây nhà sắp tới thì hãy lưu số điện thoại mình về, lưu video mình về để lúc cần có thể đưa ra xem nhé. Lên tới lầu trên cùng rồi, bên đây mình có phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ này rộng khoảng 16-17m², rất là rộng. Đây có phòng vệ sinh thứ hai đây nhá, chưa gắn thiết bị. Trên đây có lối để lên trên cùng để xem hệ thống nóng lạnh cũng như bồn nước, năng lượng mặt trời. Sàn trên cùng đây được chủ nhà lót gạch bóng kiếng 60 giá gỗ nhá. Rất là đẹp, mấy hôm nữa sẽ hoàn thiện xong. Nhà đang vào hoàn thiện, mình đang dẫn khách tranh thủ review cho khách hàng mình cùng xem. Đây ở dưới đang có tốp khách xem này. Bên đây mình có phòng ngủ thứ hai, cũng có thể làm phòng ngủ thứ ba, tầng lửng mình có thể làm phòng ngủ nhé. Nhà một trệt, một lửng, một lầu, 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, view hai mặt tiền, buôn bán cà phê hoặc mở văn phòng công ty rất là tốt nhé. Trên đây có hai cửa sổ ngay hành lang này, nhà rất là thoáng mát. Phía trước đây này, đây mình có không gian phòng thờ nhé.
Quý hàng có nhu cầu đi xem, vui lòng liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ngã tư Bình Chuẩn hoặc ngã tư Miếu Ông Cù, em sẽ dẫn vào xem nhé. Vách cửa đây chủ nhà để 20 bằng sắt mai mốt sơn da gỗ rất là đẹp nha, cao cấp. Trước mình có hai cột vuông, chủ nhà sơn cova. Bây giờ mình nhìn lại mặt tiền phía trước căn nhà một lần nữa này. Đây mình có view hai mặt tiền này, buôn bán cà phê nước ngọt thoải mái, tất cả ở đây đều đi qua ngã tư nhé. Ngã tư này là đẹp nhất, lô góc này đẹp nhất. Căn nhà này đang được chủ nhà giao với giá là 2 tỷ 950 triệu đồng, còn được thương lượng trực tiếp với chị chủ nhà nhé. 2 tỷ 950 triệu đồng cho căn nhà hai mặt tiền, mở văn phòng buôn bán cà phê nước ngọt đầy đủ hết. Mình có không gian bên đây sử dụng riêng hết luôn nhé. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Nhớ lưu video mình về để tiện theo dõi nhé. Rồi, cảm ơn quý khách hàng.